Rồi, hello 500 anh em. Bữa nay mình đang đi giao con 2000 full zin cho anh em Tây Ninh nha anh em. Xe này xe khách đặt theo yêu cầu. Mấy bữa nay, ba bữa nay là mình không có đi giao xe được, nên tối hôm nay mình sẽ giao xe hết cho anh em luôn. Một con full zin 2000 Tây Ninh, một con 99 full zin Bình Dương, một con 2000 Bạc Đen, xe kiển, dọn kiển cho anh em chợ gạo Tiền Giang, với một con full zin 2000 cho anh em 65 Cần Thơ nha. Tối hôm nay mình sẽ thức trắng đêm đi giao xe hết cho anh em luôn. Rồi anh em nào, anh em đón tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Con thứ nhất là tối nay, bây giờ hiện tại bây giờ là 7 giờ 8 giờ gần 8 giờ ngày 23 tháng ngày này ngày mấy ngày 23 tháng 4 đúng rồi. Con thứ nhất mình giao lên Tây Ninh. Rồi mời anh em tiếp tục nha. Không biết cái gì cứ alo nha. Dạ dạ dạ. Rồi giao xì bò 2000 full zin cho anh em Tây Ninh. Về đâu đây nha. Má xe này muốn chết bùi quá ta. Từ. Không, xe thôi. Xe chết bùi rồi. Xe muốn chết bùi rồi. Đúng rồi. Hàng gì đạp nấy giờ. Xe muốn chết bùi rồi. Chịu khó mang hai bùi đi. Tại hồi chiều anh có đâu đai sơ với nhà rồi. Lúc em nổ tại chỗ đâu đai á, là xăng mới nhớt nó xuống mà không phát ra được cái bô. Đồng là nhớt cái xăng nó còn động lên đầu lòng á, là mà dễ chết bùi nha. Với là mai em mua một cái đồ mở bùi với một hai ba cái đuôi bùi sơ cua bỏ cái biên á, để dành sơ cua mất công để nằm đường nữa nha. Hay thì nó hay chết yểu lắm. Mai mua bùi thay nha. Rồi đâu đai cho chết cái này luôn đi rồi thay. Cái này nó muốn chết rồi đó. Rồi ok. Rồi anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908 nha anh em. Mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Mấy bữa nay mình có công việc nhà nên mình không có đi giao xe được nha anh em ơi. Mấy bữa nay mình lu bu nên ba bữa mình không có giao xe cho anh em được, nên tối